dạ. Mốt 13 ngày nào cũng đem quần áo theo á, cho trời đừng mưa. Bà nói nay bà đem quần áo theo trời không mưa kìa. Trời ơi, mấy bữa hổng không đem mưa, mưa rồi ngơ lắm nó. Mấy bữa nay đem theo đâu mưa vậy. Bà hổng hộ, bà nhà râm râm rồi á. Hỏi cà nhiêu ký 25 ngàn. Ủa qua nhiêu ký không bán. Bà ba đọc không? Hỏi cà nhiêu ký 25 ngàn. Cứ hỏi qua nhiêu ký hồng không bán. Nhờ. Nhiều cái đọc thiệt chứ. Chợ chưa đây. Ế đây, ế đây. Bà ba giờ bà nhẹ ra rồi kìa. Còn mấy chán chôm nữa sạch rồi. Ai mua 1 ký là sạch luôn. Gì? Tì. Muốn gấp gấp muốn để thấy 4 triệu. Còn 200 nổi không nổi, không nổi thì dịch lại bơ. Sống nổi trời. Không để sâu rồi, sợ giờ nó nào đó ông nội đó. Ông để câu cái đó ông mò hùng cái chắc nổi ốc gái. Ông mò hùng cái nổi ốc gái. Chợ ấy đây, chợ ấy đây, chắc sáng năm sợ luôn dắt vào vậy. Trời ơi, ngồi tàu lao cho đỡ buồn đi. Ông để cậu nhìn thấy được sợ. Ông hôn cái da gà nổi dùm chừng. Ông đậu đi ông. Cái này chắc bị chửi. Cười với chết nội. Ra vô cái bà Trinh mới theo ổng luôn, bỏ cá luôn. Có ai yêu mình không? Người gì mà không ai yêu chết rồi. Trời ơi, sáng ra còn sáng thôi. Là cái lễ mùa, nó không mày đâu. Tao nói tôi bán, tao mua. Hai chiếc gà nhảy vô, hỏi nắp nhiêu nghe lạng hai tao nó mua đi tao bán rẻ cho bán rẻ cũng 12 ngàn lạng chứ nhiêu mua đi tao bán rẻ cho nó cũng mua nào á. Tao nói không có nhỏ đó có tôi ở đây rồi tôi bán giùm nó là mua đi tôi bán rẻ thế nào không ai biết nào thằng nào nào nghe lời bà thấy như vậy mình nói đi cho tao mua mình bán đi bán giùm cho mày quỷ dịch.